Hello, chào mừng bạn tới với kênh YouTube Tập Yoga cùng Yogi Travel VN. Mình là Thương Bền và bài tập yoga ngày hôm nay là bài thứ tư nằm trong chuỗi những bài tập yoga dành cho người mới. Với bài tập ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau tập thêm một vài động tác mới, tập cách tăng cường lực lên bắp đùi và cách giữ thăng bằng bằng một chân. Nào, chạy thẳng ra và bắt đầu thôi. Đầu, bạn hãy ngồi lên giữa thảm. Bạn có thể gác một chân lên đùi hoặc là đặt hai chân chéo về phía trước. Hai gót chân gần vào nhau. Hai tay bạn đặt lên đầu gối. Lồng ngực mở và thả lỏng vai ra phía sau. Cổ thẳng, cằm thả lỏng. Mắt nhắm lại. Khuôn mặt bạn mềm ra. Hít và thở dài bằng mũi. Hít sâu và thở sâu ra. Một nhịp thở cuối cùng, hít vào bằng mũi sâu và thở ra. Bạn từ từ mở mắt ra và đưa hai chân về phía trước. Lắc lắc hai chân nếu bạn cảm thấy mỏi, giữ chân phải trái thẳng về phía trước. Bạn vắt chân phải qua đầu gối chân trái và đạp chắc bàn chân xuống sàn. Hai tay bạn ôm lấy đầu gối và ngẩng mặt mở lưng. Nhìn thẳng về phía trước, giữ chân trái của bạn vuông góc, gót chân chống dưới sàn, mũi chân chỉ lên trời. Nhìn thẳng về trước. Hít và thở dài ra. Dùng tay trái ôm lấy đầu gối và xoay tay phải ra phía sau. Từ đây, bạn vặn lưng ra sau, bẩy hết người ra sau, dùng lực bẩy ở cùi chỏ và đầu gối để xoắn người ra sau nhiều hơn. Các ngón tay phải chống dưới sàn, vặn người ra sau, nhìn hết về phía sau. Hít và thở dài ra bằng mũi. Cố gắng vẫn giữ chân trái, gót chân đạp xuống sàn, mũi chân chỉ vuông góc lên trời. Hít vào, rồi đứng thẳng lưng và thở bảy căng lồng ngực về sau. Nhịp cuối cùng, hít vào, rồi đứng lưng, thở ra mở lồng ngực ra sau thêm một chút xíu nữa. Rồi nhẹ nhàng quay về vị trí trung tâm, chống hai tay về bên kia và rạp lồng ngực xuống sàn, thả lỏng đầu ra. Hít vào, nâng người lên, mình đổi chân. Chân phải thẳng về phía trước. Chân trái chống ra phía ngoài, đặt nằm bên cạnh đầu gối phần chân phải. Đạp bàn chân xuống đất, chân trái gót chân và mũi chân vuông góc. Hai tay nắm lấy đầu gối và mở lồng ngực, nhìn thẳng về trước. Một nhịp thở nữa, hít sâu, rồi thở dài ra. Dùng tay phải ôm lấy đầu gối bên trái, ép chặt tay vào đùi. Bạn có thể nắm lấy mép quần để kéo lưng qua nhiều hơn và vươn tay trái ra phía sau. Các đầu ngón tay chống xuống sàn, vặn hết người và xoay mặt nhìn ra sau. Hít bằng mũi và thở dài xoắn ra sau. Mình giữ đây một vài nhịp thở. Cảm nhận lồng ngực được bẩy căng ra sau. Tai mở ra và đồng thời xoắn cằm ra phía sau luôn. Thở đều lại.
Hít vào, vươn lưng cao và thở xoắn dài ra sau. Nhịp cuối cùng, hít sâu và thở mở căng ra sau. Rồi nhẹ nhàng xoay về phía trước, hai tay chống qua bên phải và thả lỏng trán xuống. Hít vào, nâng người lên và mở chân về phía trước. Bạn mở hai chân của bạn rộng ra bằng hông, hai gót chân mở rộng bằng hông, hai mũi chân chống lên trời, hai tay đặt lên đầu gối. Mình sẽ tập khởi động cho mắt cá, cho phần mắt cá chân. Hai tay đặt lên đầu gối, hít sâu, thở lạc, mũi chân chỉ về trước, kéo dài phần mu bàn chân. Hít vào, nâng lên, kéo chân căng lên, nâng gót chân lên khỏi sàn luôn. Thở ra, đạp căng về phía trước. Hít vào, nâng lên. Thở ra, đạp mũi chân dài về trước. Hít vào, nâng lên. Thở ra, đạp dài về trước. Hai nhịp nữa, hít vào, nâng chân mở ra sau. Thở ra, đạp về trước. Nhịp cuối cùng, hít, nâng chân mở ra sau, cổ chân nâng lên luôn. Rồi thở ra, chỉ dài về trước, bạn xoay chân vào trong, hai mũi chân chạm vào trong, xoay chân thành hình vòng tròn. Xoay thành hình vòng tròn. Từ trong mở ra ngoài và ngược lại, từ phía ngoài đóng vào bên trong. Rồi thả lỏng hai chân, lắc 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 hai bàn chân, chống hai tay và chéo chân đứng thẳng lên luôn, di chuyển về đầu thảm. Mình sẽ tập chuỗi chào mặt trời mà lần trước mình đã học. Mũi chân khép, hai gót chân mở ra, hai tay mở bên cạnh người, mắt nhìn về trước. Hít vào, vươn hai tay lên trời, duỗi dài người lên. Thở ra, thẳng lưng rạp dài về trước, hai tay bên chân. Hít vào, ngẩng mặt nhìn lên, lưng song song mặt sàn. Thở ra, rạp xuống, rút chân phải ra sau, mũi chân chống xuống sàn, nhón các đầu ngón tay nhìn về trước, thả đầu gối sau như sàn, úp bàn chân sau. Hít vào, lật tay vươn, rướn người cao lên. Thở ra, rạp về trước, hai tay chống xuống sàn, nhón mũi chân nâng đầu gối sau và bước chân trước ra sau trong động tác đao đó. Rạp dài người ra sau, hít vào, vươn về trước trong tư thế tấm ván. Thở ra, hạ đầu gối, bụng, ngực, cầm dưới sàn. Hít vào, ngẩng mặt, chống tay nhìn lên trong động tác rảnh hổ mang, nhón mũi chân và đẩy ra sau trong động tác chữ V ngược, dài người ra sau. Đá chân phải cao lên trời và bước chân phải lên giữa hai tay. Nhìn về phía trước, hạ đầu gối sau, hít vào, vươn hai tay lên trời, kéo dài người lên. Thở ra, rạp hai tay xuống sàn. Lần này mình bước chân phía sau lên trước và rạp dài người xuống. Thở ra, hít vào, ngẩng mặt nhìn lên. Thở ra, rạp xuống sàn. Hít vào, mở ngang tay, rướn người lên luôn, vươn hai tay lên và chắp hai tay, thở dài, hạ xuống trước lồng ngực. Nhịp tiếp theo mình sẽ đổ cho chân trái và mình nâng đầu gối lên khỏi sàn. Nào, bắt đầu nha. Hít vào, vươn hai tay lên trời, kéo dài người giãn lên. Thở ra, rạp dài người xuống sàn, hai tay chống bên trên. Hít vào, ngẩng mặt nhìn lên. Thở ra, rạp xuống, rút chân trái ra sau, mũi chân trái chạm xuống sàn, nhón các đầu ngón tay, giữ chân trước vuông góc và nhìn về phía trước. Giữ ở đây, cảm nhận thăng bằng lên chân trước và chân sau. Các ngón chân sau bám chặt đầu gối sau đường cong mà cố gắng đạp thẳng ra sau. Hít vào, giữ thăng bằng nè, lật người vươn vuông góc hai tay lên trời, rướn cao lên. Thở ra, rạp hai tay xuống sàn, bước chân trước ra sau trong động tác down dog. Đẩy dài hông lên, hít vào, vươn về phía trước, plank pose. Thở ra, hạ đầu gối, bụng, ngực,
chậm, hít vào, lật người vươn lên, tư thế rắn hổ mang, nhón mũi chân, đẩy dài người ra sau. Trong động tác đào đó, đẩy thẳng ra sau, giãn lưng ra, tiếp tục đá chân trái cao lên trời, đạp lồng ngực xuống và bước chân trái lên giữa hai tay, các đầu ngón tay nhọn nhìn về phía trước, đạp thẳng gót chân sau, vươn thẳng lưng về trước, dồn lực chặt lên bắp đùi phía trước. Giữ ở đây, hít sâu vươn hai tay, nâng người lên, cố gắng giữ được thăng bằng, hai tay vươn cao lên, các ngón tay xòe vươn lên. Thở ra, vươn về trước, ra hai tay xuống sàn, chống bàn tay rút chân trước ra sau, đẩy hông ra sau. Hít vào, vươn về trước, plank pose, hạ đầu gối, bụng, ngực, cằm, hít vào, ngẩng mặt nhìn lên, nhón chân, đẩy dài ra sau trong động tác đào đó. Thở dài và giãn dài lưng ra sau, lắc nhẹ hông, bên phải, bên trái. Rạp người ra sau, khuỵu nhẹ hai đầu gối, nhìn về phía trước và bước hai chân lên đầu thảm, lên giữa hai tay. Rạp lồng ngực xuống, thở dài ra, hít vào, ngẩng mặt, nhìn lên lưng song song mặt đất. Thở ra, rạp xuống sàn, hít vào, mở ngang tay và vươn hai tay lên trời luôn. Thở ra hai tay, chắp xuống trước lồng ngực, hít bằng mũi sâu và thở dài ra. Một nhịp nữa, hít sâu, thở dài ra. Mình tiếp tục hít vào, hai tay vươn lên, rướn cao hai tay, vươn dài người lên. Thở ra, rạp dài người phía trước, rạp xuống hai tay bên trên. Hít vào, ngẩng mặt nhìn, rướn lưng song song với mặt đất. Thở ra, rạp xuống sàn, rút chân phải của bạn ra sau, nhìn về phía trước, nhón các đầu ngón tay chân trước vuông góc, hít vào, vươn hai tay lên trời, rướn người lên. Thở ra, rạp hai tay xuống sàn, bước ra sau, đào đó, đẩy hông cao, hít vươn về trước, tư thế tấm ván, đổ xuống sàn, đầu gối bụng, trán hít vào, lật lưng, và thở ra, đẩy lưng ra sau, đào đó, chân phải của bạn đá cao lên và bước lên giữa hai tay, nhìn về trước, nhón các đầu ngón tay, hít vào, lật người vươn hai tay, rướn người cao lên. Thở ra, rạp hai tay dưới sàn, bước chân trước ra sau, động tác đào đó, rạp người xuống sàn. Thở ra, hít vào, lật lồng ngực, vươn lưng nhìn lên, nhón chân, đợi dài ra sau, động tác đào đó. Thở dài ra, khuỵu hai đầu gối, nhìn về phía trước, bước hai chân lên đầu thảm trở lại, bước lên, người rạp xuống, hít vào, ngẩng mặt, nhìn lên, thở ra, rạp xuống, hít vào, mở ngang tay và vươn lên trời. Thở ra, hai tay chắp xuống trước lồng ngực, một vòng cuối cùng cho chân bên trái. Hít vào, vươn hai tay, rướn dài người lên. Thở ra, rạp xuống sàn, hai tay chống bên trên. Hít vào, ngẩng mặt, nhìn về trước. Thở ra, rạp xuống và rút chân trái ra sau, mũi chân trái chạm xuống sàn, nhìn về trước, hít, vươn hai tay lên trời, rướn người cao. Thở ra, rạp hai tay xuống sàn, bước ra sau trong tư thế đào đó, vươn về trước, plank pose, hạ xuống sàn. Hít vào, uốn lưng ngẩng mặt nhìn lên và thở ra, động tác đào đó. Đá chân trái lên trời, đá cao bàn chân trái và bước chân trái lên giữa hai tay. Nhìn về trước, hít, nâng người vươn lên. Thở ra, rạp hai tay xuống sàn, rút chân trước ra sau, cao đó, vươn về trước, đổ rạp người xuống sàn, lật lồng ngực,
uốn lưng nhìn lên, nhón mũi chân đẩy thẳng ra sau và thở dài ra, lắc nhẹ lưng, lắc nhẹ vai, rạp hết người ra sau, khuỷu nhẹ hai đầu gối nhìn về phía trước, bước hai chân lên đầu thảm, rạp lồng ngực xuống, thở ra, hít vào, ngẩng mặt nhìn lên, thở ra, rạp xuống sàn, hít vào, mở ngang tay, vươn người lên luôn, hai tay duỗi cao lên và thở ra, chắp hai tay về trước lồng ngực, hít bằng mũi sâu, thở ra, một nhịp thở nữa, hít bằng mũi sâu, rồi thở dài ra, hít vào, vươn hai tay lên trời, rướn cao lên, thở ra, vươn về trước và rạp hai tay dưới sàn, hít vào, ngẩng mặt, vươn lưng nhìn lên, thở ra, rạp hai tay xuống, rút chân phải của bạn ra sau, nhón các đầu ngón tay nhìn về phía trước, lần này bạn đặt hai tay lên đầu gối phía trước, chân trước vuông góc và bạn đẩy lưng bạn xa ra đầu gối, nhấn hông xuống sàn, mũi chân sau đang chống vuông góc, bạn hạ gót chân về bên trái và giữ cho chân của bạn song song với mép sau của thảm, nâng người lên thẳng đầu gối phía trước, xoay hết mặt theo chiều ngang, mặt xoay vào chiều ngang, mũi chân chân sau 90 độ về hướng này, chân trước 90 độ về hướng phía trước, hai tay bạn chống lên hông, hít vào, bạn vươn hai tay lên trời, rướn cao tay lên, thở ra, giữ phần lưng thẳng, khuỵu đầu gối trước, khuỵu đầu gối bên trái, từ từ khuỵu đầu gối trái, khuỵu gối trái, khuỵu thêm chút nữa và mở ngang hai tay ra, mắt nhìn về phía tay trái. Đây là tư thế chiến binh số 2, động tác mới của ngày hôm nay. Cố gắng đừng đẩy người về phía trước mà chỉnh lại người vuông góc với đầu gối, hông nhìn xuống, chân sau đẹp thẳng ra, hai tay mở ngang, hít, thở dài ra, một nhịp nữa thôi, hít sâu, rồi thở ra, từ từ thẳng đầu gối trước, xoay mặt về phía bên trái phải và vươn hai tay lên trời, rướn lên, từ vị trí này bạn xoay mặt về phía đầu thảm, khuỵu đầu gối trước, nhón mũi chân sau lên, nâng người rướn lên, thở ra, rạp hai tay về dưới sàn, rút chân trái ra sau, trong động tác đeo đó, đẩy rạp người về phía sau. Mình sẽ tập tư thế chiến binh số 2 cho chân bên phải. Từ vị trí đeo đó, bạn đá chân phải lên trời, rồi bước chân phải lên giữa hai tay, nhón các đầu ngón tay, ngẩng mặt nhìn về phía trước, cố gắng bước cao chân lên, giữ hai tay luôn thì đầu gối và cổ chân phía trước của bạn mới vuông góc. Hai tay bạn đặt lên đầu gối phía trước, đẩy lưng xa ra, gót chân sau của bạn hạ ngang dưới sàn, hạ ngang song song với mép thảm phía sau. Từ từ bạn đẩy người thẳng gối và xoay mặt hết về bên trái, hít vào, vươn hai tay lên trời, rướn cao tay, giãn người lên và nhẹ nhàng hạ đầu gối phải chậm xuống, hạ từ từ, hạ nhiều xuống nữa, đầu gối phải giữ xuống. Từ vị trí này, mở ngang hai tay, vai mở rộng ra và mắt nhìn về phía tay phải, giữ đây hai nhịp thở thôi, hít sâu, thở dài ra, một nhịp nữa, hít sâu và thở dài ra, nhẹ nhàng thẳng đầu gối phía trước, vươn hai tay lên trời, xoay mặt về phía đầu thảm, khuỵu gối trước, nhón mũi chân sau lên, rạp người xuống, hít vào, vươn người rướn lên, thở ra, hai tay rạp xuống sàn, rút chân trước ra sau, trong động tác đao đó, lắc nhẹ hông vai, lắc nhẹ thắt lưng, đẩy người ra sau. Mình lặp lại một nhịp nữa.
đá chân trái của bạn cao lên trời và bước chân trái lên giữa hai tay, ngẩng mặt nhìn về trước. Lần này mình sẽ vươn trực tiếp hai tay vuông góc lên trời luôn. Hít vào, hai tay vươn vuông góc lên trời rướn lên, gót chân phải hạ vào bên trái, bám chặt chân sau, hai tay mở ngang ra, nhấn hông xuống sàn, nhìn về phía tay trái. Hít sâu và thở ra. Giữ đây thêm một chút xíu nữa, cố gắng đạp thẳng và chắc bàn chân phía sau. Khuỷu đầu gối phía trước tới lúc đầu gối và cổ chân, đầu gối và hông vuông góc. Lưng giữ vuông góc với đầu gối, hai tay mở rộng ra. Một nhịp cuối cùng. Hít sâu. Rồi thở dài ra, vươn hai tay lên trời, xoay mặt về phía trước, mũi chân sau nhón rướn người lên. Thở ra rạp, hai tay xuống sàn, rút chân trước ra sau. Trong tư thế đao đó, đẩy dài người ra sau, đá chân phải cao lên trời và bước chân phải lên giữa hai tay, nhón các đầu ngón tay nhìn về phía trước. Hít vào, bạn vươn hai tay vuông góc lên trời rướn lên, gót chân bên trái hạ xuống sàn, bám chặt bàn chân sau và xoay người, mở ngang hai tay ra, nhấn hông xuống sàn, nhìn về phía tay phải, hai cánh tay dang rộng, khuôn mặt xoay về hướng bàn tay phải giữa đây. Hít và thở dài ra. Một nhịp hít thở cuối cùng. Hít sâu. Thở sâu ra. Vươn hai tay lên trời, xoay mặt về đầu thảm, rướn người lên, nhấn hông xuống, nhón mũi chân sau, hạ hai tay xuống sàn, rút ra sau. Trong động tác đao đó, đẩy dài người ra sau, lắc lưng, lắc vai nhẹ nhàng và thả lỏng ra sau trong tư thế em bé. Hai đầu gối bạn hạ xuống sàn, gót chân lùi ra sau, trán lỏng xuống. Bạn có thể giữ hai tay về phía trước và lỏng ra, hoặc là bạn đưa hai tay ra sau, lòng bàn tay ngửa, cùi chỏ hạ dưới sàn, mềm cánh tay ra và thả lỏng ở đây trong tư thế em bé. Cố gắng hít thở sâu để điều tiết nhịp thở lại và ổn định nhịp tim đập lại. Một nhịp thở cuối cùng, hít sâu, rồi thở dài ra. Hai tay bạn chống bên cạnh đầu gối, ngẩng mặt và ngồi thẳng lưng lên. Hai tay đặt lên bắp đùi, lồng ngực mở rộng ra. Giữ mắt nhắm, hít và thở một vài nhịp trước khi mình tập vào chuỗi động tác thăng bằng. Nhẹ nhàng mở mắt ra, chống hai tay và đứng thẳng lên giữa thảm. Hai chân bạn mở rộng ra bằng hông. Hôm nay mình sẽ tập động tác cái cây, còn gọi là động tác tree pose, đứng thăng bằng bằng một chân. Hai chân bạn mở bằng hông, dồn lực lên chân phải và bạn nhón mũi chân trái lên.
nhìn về phía trước, nhìn vào một điểm trước mặt để giữ thăng bằng. Nếu cảm giác thăng bằng được rồi, bạn từ từ kéo chân trái vào gần chân phải, nhìn về trước. Nếu mà bạn vẫn còn cảm giác an toàn được ở đây, bạn nâng chân trái lên đạp ngay vào phía dưới đầu gối. Lúc này bạn thực sự dồn lực lên một chân. Nếu mà bạn cảm giác chắc được rồi nữa, bạn rời tay trái ra, nắm lấy cổ chân và kéo cao chân lên, đạp vào hông, nhìn về phía trước. Hai tay bạn rời ra, chắp trước lồng ngực, hít thở 3 nhịp ở đây. Hít và thở dài ra. Cố gắng vẫn tập trung nhìn vào một điểm trước mặt bạn để giữ được thăng bằng. Nhịp thở cuối cùng, hít sâu, rồi thở dài ra, chống tay lên hông, trượt chân xuống trở lại và mở chân ra, lắc lắc nhẹ mũi chân bên phải, cổ chân bên phải ra. Mình sẽ đổi bên, hai chân bạn mở rộng bằng hông, chân trái đạp chắc dưới sàn, dồn lực qua chân trái và nhón mũi chân phải lên. Hai tay bạn chống lên hông, lồng ngực mở ra, nhìn thẳng về phía trước. Từ từ bạn kéo chân phải sát vào chân trái. Và nếu ổn định được thăng bằng rồi, bạn kéo chân lên đặt ngay dưới đầu gối. Và một bước nữa, nếu bạn đã hoàn toàn cảm nhận được thăng bằng, bạn hãy rời tay phải ra, nắm lấy chân và đặt nó vào bên trong chân trái. Mở đầu gối ra, tay chống lên hông trở lại, tập trung nhìn vào một điểm trước mặt để giữ thăng bằng. Hai tay bạn rời ra và chắp trước lồng ngực. Mình giữ ở đây 3 nhịp thở, hít sâu, thở dài ra. Nhịp thở cuối cùng, hít sâu, rồi thở dài ra. Chống tay xuống hông trở lại, trượt từ từ chân bạn xuống và mở ra, lắc lắc nhẹ đầu gối chân bên trái, hông ra. Vị trí này bạn ngồi về giữa thảm, hai chân đưa về phía trước, lắc lắc nhẹ hai bàn chân. Chống hai tay của bạn ra sau, các ngón tay chỉ vào mông. Hai bàn tay chống xuống sàn, các ngón chân, hai bàn chân bạn đạp về dưới sàn. Bạn không cần kéo chân sát vào mông quá, mà giữ chân ở một khoảng cách mà bạn cảm giác được gót chân và bàn chân của bạn đều đạp chắc dưới sàn. Hai tay chống chặt. Mình sẽ tập động tác thay bồ ngược, động tác cái bàn ngược. Hai chân đạp chắc, hai tay bám chắc, hít vào, nâng hông lên, nâng cao hông lên và ngẩng mặt nhìn lên. Thở ra, hạ từ từ hông của bạn xuống sàn. Cố gắng đừng nhấc chân lên mà đạp chắc bàn chân ở dưới sàn. Một nhịp nữa, hít vào, nâng hông lên. Thở ra, hạ hông xuống sàn. Nhịp cuối cùng, hai chân đạp chắc, hít vào, hông nâng lên. Nhìn thẳng về phía trước, nhìn thẳng lên trời, hít sâu. Thở ra. Giữ thêm một nhịp nữa thôi, hít sâu, đẩy hông cao. Rồi từ từ thở ra, hạ hông dưới sàn, thẳng hai đầu gối về phía trước. Và nằm dài người ra thảm, nằm dài ra. Hai tay bạn úp bên cạnh người, các ngón tay thả lỏng, hai bàn tay thả lỏng ra. Hai chân chập vào trong, kéo đầu gối chân phải sát vào người và ép chặt
thắt lưng xuống dưới sàn, dùng hai tay ôm lấy đầu gối, thắt lưng ép dưới sàn. Hít và thở dài ra. Dùng tay trái kéo đầu gối phải về bên trái và đáp xuống sàn luôn. Tay phải bạn mở ngược qua bên kia, xoắn người qua. Hít vào, bạn nâng đầu gối lên trở lại, kéo sát vào người. Rồi thở ra, hạ đầu gối phải dưới sàn. Đổi bên, ôm đầu gối chân trái sát vào lồng ngực, ép chặt thắt lưng của bạn dưới sàn. Dùng tay phải nắm lên đầu gối và kéo hết về bên phải, rớt đầu gối xuống sàn luôn. Mở ngang tay về bên trái. Xoay mặt nhìn qua bên trái. Xoắn người trong một nhịp ở đây nữa. Hít sâu và thở dài ra. Nhẹ nhàng quay về vị trí trung tâm. Đầu gối trái ôm sát vào lồng ngực, ép chặt lưng xuống sàn. Rồi từ từ thẳng chân trái ra. Lắc lư nhẹ hai bàn chân, bạn nâng nhẹ hai chân lên khỏi sàn một chút xíu và thả lỏng hai chân xuống sàn. Nâng hông lên và thả lỏng thắt lưng của bạn dưới sàn. Lỏng ra, bạn nâng lồng ngực lên, đầu bạn đã nằm dưới sàn. Lồng ngực nâng lên và thả lỏng xuống sàn. Hai tay dài xuôi theo thân, lòng bàn tay ngửa, các ngón tay mềm co tự nhiên. Hai chân thả lỏng, gót chân mở ra, hai bàn chân đổ ra hai bên. Nhắm mắt lại và hít thở đều. Giữ động tác thư giãn thả lỏng này trong vòng 5 hoặc 10 phút nếu bạn có thời gian. Thả lỏng ý thức ra cùng với toàn thân. Cố gắng đừng suy nghĩ gì hết. Tập trung vào hít sâu và thở dài ra. Nhẹ nhàng hít sâu và thở dài ra. Cử động lại các ngón chân, các ngón tay. Đánh thức cơ thể bạn lại nhẹ nhàng. Kéo hai đầu gối của bạn vào lồng ngực. Dùng hai tay ôm hai đầu gối, ép thắt lưng dưới sàn. Lắc nhẹ người qua bên phải và qua bên trái. Lắc nhẹ và lỏng thắt lưng ra. Hai chân bạn để chéo, hai tay bạn nắm lên đầu gối, dùng lực bật, bật người và ngồi thẳng lưng lên. Mắt bạn nhắm. Hít thở một vài nhịp trước khi mình kết thúc bài tập. Nhẹ nhàng hít sâu rồi thở dài ra và từ từ mở mắt ra. Cảm ơn bạn đã tập cùng Yogi Travel VN. Mình up clip mới vào mỗi tuần.
Hãy bấm nút subscribe màu đỏ đăng ký ở bên dưới để không bỏ lỡ bất cứ clip nào nha. Cảm ơn. Namaste. We'll be right back.